Thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ là một trong những đơn vị góp sức quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng khó khăn, người dân bị thiên tai, dịch bệnh. Những năm qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác này. Vừa qua, đoàn công tác Chữ Thập Đỏ phường Hòa Thọ Tây phối hợp với trạm y tế phường đã triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Chương trình dù diễn ra trong một ngày, nhưng để có những điều tốt đẹp nhất cho người dân, đoàn đã phải chuẩn bị hơn một tháng. Từ kêu gọi nhà tài trợ huy động đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế đến việc xác định đúng đối tượng cần được trợ giúp. Hôm nay tôi đại diện cho người cao tuổi của chi hội 13 phường Hòa Thọ Tây xuống được tư vấn khám bệnh và tặng quà phát thuốc cho người cao tuổi. Đây thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nói chung, nhưng mà trực tiếp là Hội Chữ Thập Đỏ các cấp và đặc biệt là Hội Chữ Thập Đỏ của phường. Trong năm qua đã có nhiều hoạt động rất là tích cực để khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Ngoài tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp còn tích cực phối hợp với ngành y tế và một số đơn vị ban ngành tuyên truyền về các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo mùa, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích cho người dân. Điểm sáng và nổi bật trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng là công tác tập huấn và huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu, góp phần xây dựng mạng lưới nhân đạo giữa Hội Chữ Thập Đỏ và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với Hội Chữ Thập Đỏ thì sơ cấp cứu được xác định là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm. Và cái lực lượng mà chúng tôi tuyên truyền phổ biến kiến thức là tất cả các lực lượng trong cộng đồng. Và hiện nay đã làm cho các cái người dân lại tại các khu dân cư, rồi lực lượng công nhân trong doanh nghiệp, rồi trong các cái lực lượng lái xe, taxi hoặc là đội ngũ mà lái xe cho du lịch để người ta có sẵn sàng ứng cứu. Và kể cả trong trường học thì chúng tôi cũng vừa làm xong cái đề án huấn luyện sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non. Những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội Chữ Thập Đỏ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế đã góp phần thiết thực vào thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.